mình đã tự nghĩ ra, mình nghiên cứu, mình làm, rồi có những cái để bàn, rồi những cái đang xoay luôn, nhưng mà ở đây hiện giờ mình chưa có làm ra. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, thuộc tỉnh An Giang, để tìm về hoàn cảnh của anh Dương Tính Nghĩa, người thanh niên tàn nhưng không phế. Anh đã biết vượt lên cái số phận của chính mình để mà làm ra những cái đồ thủ công mỹ nghệ, mang đến những cái nét đặc trưng sản phẩm từ gáo dừa. Thì để biết thêm về cái cuộc đời và sự nghiệp của anh thì Bùi Hồ xin mời cô bác quý anh chị cùng theo chân của Bùi Hồ để tìm đến anh Dương Tính Nghĩa, và đây là cái cơ sở làm của anh. Mời cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ nha. Dạ em chào anh Nghĩa. Chào anh Hồ. Dạ anh Nghĩa ơi, hôm nay đến với cái chỗ làm của anh á, anh có thể cho em biết là anh năm nay bao nhiêu tuổi, ở nhà đâu không anh? Hiện giờ năm nay là tôi 39 tuổi. Dạ. Ngủ ở phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên. Dạ. Anh ơi, cái này em hỏi hơi tới nhị tí nha, là anh, em thấy anh bị tật, cái đó là lý do là sao mình bị tật và lâu chưa anh? Cái này là mình bệnh sốt bại liệt hồi nhỏ, lúc 9 tháng tuổi á. Dạ. Hiện tới giờ là đã cũng gần 40 năm rồi. Dạ. Hiện nay thì anh có vợ con gì không anh nhỉ? Hiện giờ mình vẫn còn độc thân, chưa có gia đình. Dạ. Dạ anh với ba. Dạ. Anh đang ở chung với ai? Với ba. Mẹ thì mẹ bị tai nạn giao thông á. Mất lâu hả? Mất lâu rồi, một mấy năm rồi. Dạ. Nhà anh, nhà mình thì tổng cộng bao nhiêu anh em? Nhà tổng cộng là 8 anh chị em. Có một anh mất, là hiện giờ là còn 7 anh chị em. Dạ. Em tìm đến anh với biết anh là làm cái nghề là mỹ nghệ từ gáo dừa. Vậy thì anh Nghĩa có thể cho mọi người biết là tại sao anh lại, anh có khiếu làm này, đam mê làm cái này, hay là vì cuộc sống mà mình phải làm cái này anh? Lúc trước á, là ở địa phương có đào tạo nghề cho người khuyết tật lúc mình còn nhỏ đó. Ở địa phương có giới thiệu mình học nghề. Dạ. Học thì chủ yếu học để biết. Mình cũng không nghĩ là đó là cái nghề để sau này mình gắn bó đâu. Bây giờ qua thời gian rồi mình đi làm những chuyện khác, mình nghĩ mình làm những chuyện khác. Nhưng mà cơ duyên đến thì nó bạn bè rủ nhau làm, kết hợp làm. Làm rồi thấy càng làm thì càng thấy thích. Giờ tất cả bạn bè thì làm những ngành nghề khác, còn mình vẫn gắn bó với nghề này tới bây giờ. Trước đây anh có năng khiếu vẽ gì không anh nghe? Vẽ thì hồi nhỏ thích lắm. Dạ. Đó, bởi vì mình cảm thấy nó phù hợp với cái sở thích của mình và cái bản thân mình nữa. Ở đây là cái mặt hàng của anh làm ra đây hả anh? Đúng rồi, ở đây là một số cái sản phẩm. Dạ. Sắp tới nữa mình sẽ còn những cái sản phẩm nữa. Và ở đây mình sẽ cố gắng mình làm thêm, tạo những cái mẫu mã mới. Tất cả các sản phẩm mình là làm từ gấu dừa hết? Đúng rồi, đa phần 90% là gấu dừa, nhà mình kết hợp với gỗ. Dạ. Tại sao mình lại chọn là chất liệu gáo dừa? Cái công việc đó nó một sản phẩm ra thì nó rất là tỉ mỉ và công phu. Anh không làm trên một cái sản phẩm khác mà anh lại làm trên gáo dừa. Tại vì cái này thứ nhất là mình thấy cái gáo dừa là cái vật liệu bình thường. Họ coi như mọi người tất cả cái này là trước bỏ hết đã tự nghĩ ra. Và mình từ lúc mình học nghề tới bây giờ mình cảm thấy rồi có những cái để bàn dừa rất là em cái đèn xoay luôn hợp, mà ở đây cái điều kiện làm ra ở địa phương mình là chính từ đó mình mới mà làm thêm những cái sản phẩm kia. Hiện nay thì mình đã làm được cái sản phẩm mình làm mà kinh doanh ra luôn là đã được bao nhiêu năm rồi anh? Tính tới thời điểm này bắt đầu làm xuyên suốt là trên 5 năm. Dạ, là để mà có tiền có thu nhập là trên 5 năm. Đúng rồi. Ở đây thì em biết anh nói là anh ở phường Mỹ Long. Ở đây là nhà của ở mình đây hay sao? Là chỗ nhà của bà chị mới cho làm là ở Mỹ Phước. Dạ. Thì có tốn tiền không? Không, chị cũng giúp đỡ, là không có tiền, là chỉ cũng tiền điện tiền nước rồi chỉ bao thầu hết tiền cho. Dạ, chị thương ha, chị thấy mình cái chị thương. Đúng rồi. Rồi mỗi một ngày thu nhập gì nó có đủ cuộc sống cho mình không anh Nghĩa? Thì cũng nói chung là mình tạm đi. Dạ. Thì có khi làm, có khi bán được, và có khi những ngày mà mình chỉ làm không mà mình chưa có thị trường thì cũng hơi chưa ổn định. Với lại cái công, em nghĩ như thế này, khi anh sản phẩm anh làm ra thì em thấy rất là chất lượng, mẫu mã rất là đa dạng và đẹp.
cái công việc của những người đi làm đó là phải tiếp thị cái sản phẩm mình đến mọi người biết. Vậy thì anh là một người, coi như em nghĩ là anh một người bị khuyết tật hạn chế về chân tay đó, đi đứng, thì cái việc tiếp thị của sản phẩm mình sao? Cái chuyện tiếp thị đó rất là vất vả và khó khăn lắm. Chủ yếu ở đây hiện giờ là cái nguồn mà để mình ký gửi đó là trước mắt là chủ yếu là bạn bè với các người mà thấy mình khó khăn đó, họ giới thiệu để mình ký gửi đó. Mình hạn chế việc đi lại cũng hơi là cái vất vả. Dạ, nói chung là em rất đồng cảm với những cái hoàn cảnh giống như anh, và đặc biệt là anh biết vượt lên cái số phận của mình để mà mang lại những cái đẹp cho đời, rất là thương luôn. Anh Nghĩa ơi, bây giờ thì anh có thể giới thiệu cho em một cái số sản phẩm nào mà anh ưng ý nhất không anh? Đây là những cái sản phẩm, là những sản phẩm hồi đó lúc mà mình mới bắt đầu vô làm á, là đây, những cái đồ gạt tàn thuốc. Đây là chỗ đồ gạt tàn thuốc, còn đây là nơi để có thuốc sạc hút quẹt. Ồ, lạ quá. Còn đây anh ơi, cái này nè, một sản phẩm như thế này nè, anh làm khoảng bao nhiêu công, là bao nhiêu ngày? Cái này á, là một ngày trung bình á, cái người thợ làm cỡ chừng khoảng 2-3 cái. Một cái như thế là anh bán nó ra được bao nhiêu tiền? Một cái như thế mình bán có 60 ngàn thôi. Là một ngày anh làm xuyên suốt luôn là khoảng 2-3 cái hả? Đúng rồi. Em là thấy... cái dạ. Đó là chưa có hoàn thiện về sơn nữa đó. Dạ. Rồi mình gom lại một số lượng lớn mình mới sơn. Đó, mình sơn đây là sơn BU. Sơn màu BU là không có pha màu gì hết. Đây là màu thật của gỗ dừa và gỗ luôn. Gỗ đây gồm có căm xe và thau lao. Đó. Bên đây thì gỗ dừa, đây là gỗ căm xe với thau lao. Đây là căm xe, đây là thau lao. Dạ. Đó. Trước tiên mình phải tạo hình cho nó trước ha. Đúng rồi, tạo hình và mình mới bắt đầu mình mới làm ra. Dạ. Phù mình thấy cảm thấy hài lòng thì bắt đầu mình từ đó mình là cái làm cái mẫu. Dạ. Rồi đây là cái đèn, cũng là hồi xưa mình cũng đã từng làm. Ô. Cái đèn trang trí trên treo tường, có những cái hoa văn lạ mắt và độc đáo. Đó. Cái đèn này là mình câu điện vô được luôn ha anh ha? Đây điện, đây là xài đèn led, ở canal led. Dạ. Tiết kiệm điện. Cái đèn này trị giá bao nhiêu tiền anh? Cái đèn này là giá hiện bây giờ là giá 190. Em thấy ở trên này có những cái hoa văn rất là độc đáo ở chỗ này nè. Nó cái này nó công phu dữ không anh? Cái này thì lộng vô mình cũng ngấy ra, nói chung là mình làm ít thì nó đen. Cái đèn đó làm chắc lâu hơn so với cái lúc cái đèn này thì trung bình là khoảng 1.5 ngày. Dạ. 1.5 ngày công một ngày một cái đèn. Dạ. Trong khi đó vốn thì mình anh bán 190, vốn của mình là hết khoảng bao nhiêu tiền rồi? Vốn trên này đó đã hơn khoảng 40 ngàn, tại tiền gỗ, tiền đèn, tiền dây điện, tiền điện, tiền đứng sơn này nọ luôn. Vậy là anh lời chỉ có 150 ngày thôi. Đúng. Ồ, rồi, một ngày gửi. Một ngày gửi. Là mỗi ngày anh làm được 100 ngàn. Thì nó trung bình như thế. Ôi, sản phẩm đó nhìn dễ thương quá luôn. Ở đây dạ. Mình có những cái đèn này và có những cái đèn xoay. Tại mình ở đây mình chưa có. Cái này là mình mén lên đây ha anh à? Cái này là mình móc vô trên tường bằng một cái chữ ấy. Đó. Cho em xem phần sau á. Ở đằng sau này mình móc lên một cái đinh đó nha. Đúng rồi, móc bằng cái bát chữ L. Ồ, quá sát. Cái này là sản phẩm này là anh tự nghĩ ra hay là ý tưởng từ đâu anh? Cái này là lúc trước là mình đã tự nghĩ ra. Mình nghiên cứu, mình làm. Dạ. Rồi có những cái để bàn, rồi những cái đèn xoay luôn. Nhưng mà ở đây hiện giờ mình chưa có làm ra. Dạ. Đó là những cái sản phẩm hồi lúc trước mình mới làm học nghề. Dạ. Sau đây là những cái sản phẩm nhỏ để cho các em bé. Đây cái là giá điện thoại. Bằng hình con mèo hả? Hình con mèo. Dạ. Và hình con thỏ, nói chung là các thứ, các hình, con gấu, con chó gì đó. Cái này thì nó tạo hình này thì nó cũng đơn giản hơn mấy cái kia ha. Đúng rồi. Nhưng đặc biệt ở đây cái giá điện thoại của mình á là mình khuếch đại âm thanh. Đây là mình làm thành một cái hộp. Dạ. Khi mà để điện thoại vô, cái lo nằm theo cái hướng đó thì mình để theo cái hướng đó và âm thanh cái điện thoại mình làm lớn ra. Cái chỗ này nó ra âm thanh. Dạ, đây âm thanh ra ở đây nữa. Dạ. Cái gáo dừa này thì sản phẩm này mình sử dụng nó lâu không anh? Sản phẩm này là bền lắm. Rồi thêm mình xài BU nữa thì nó càng lâu hơn. Nó chống mấy mọt luôn. Chống mối mọt. Dạ. Gáo dừa bản thân hồi xưa tới giờ là không có mối mọt. Dạ. Mà bây giờ mình là làm mình vệ sinh rất là sạch sẽ. Nó tăng cái độ bóng cho nó gáo dừa luôn. Độ bóng, độ đè bền luôn. Dạ. Từ đó. Đó. Đây là những cái sản phẩm cũng giá âm thanh cho những cái smartphone cũng có đại âm thanh.
hình một cái tivi cổ đại. Anh lấy ý tưởng từ một cái tivi ngày xưa. Đúng rồi. Hai bên đây là hai cái nút vặn. Đúng rồi. Ở đây phần này là loa ra. À. Ở đây là cái đế bằng gáo dừa. Ở trên này thì anh làm bằng gỗ. Bằng gỗ, đa phần là gỗ. Dạ, gỗ phần bên đây thì anh sẽ đút cái điện thoại vô. Đúng rồi. Dạ. Còn đây là những cái ống tiết kiệm. Ống heo, ống chuột và ống trâu. Ba con, một con nữa mới đi qua, một con hiện hành và một con chuẩn bị. Con này là con chuột của năm nay. Đúng rồi. Và đây là con trâu chuẩn bị cho năm sau. Đây, đây là để nơi để ống. Dạ. Và khi mình muốn lấy ra thì mình mở cái miệng mũi ra. Dạ. Ô. Mình lấy tiền ra. Bỏ tiền thì bỏ ở trên. Đúng rồi. Để này mình để gì làm trang trí luôn. Dạ, cái con trâu này là khoảng bao nhiêu tiền ha anh ha? Con trâu này là 75k. Em nhìn em gờ vô thì thấy nó rất là bóng nè. Và đặc biệt ở trong cái phần của trái dừa anh trà thì cái đường vân của ở trên cái phần mà của chỉ cái sơ dừa đó thì nó vẫn còn in đậm ở trong đây. Đó là cái đồng cái lạ của cái cáo dừa đó, những cái tất cả cáo dừa nó là giống như là cái bông đó, chỉ nó là giống như cái bông gì đó ở đây. Dạ. Đây nè, mình thấy nó làm ra. Dạ. Dạ. Trái dừa nào cũng có hết. Này. Đó là cái bông. Thay vì gỗ nó có vân thì cáo dừa nó cũng có bông. Dạ. Và nó có nhiều màu sắc luôn. Ở đây là màu cái gấu này thì nó màu trắng nhiều hơn, trắng màu rồi. Trắng sữa. Còn cái này thì màu nâu nhiều hơn. Nè, còn cái này nó hơi lai qua đen. Dạ đúng rồi. Cái này là hộp đựng khăn giấy. Đó. Ô. Để giấy cuộn vô đây. Hình con heo. Và trên này là mình sẽ lấy giấy. Khi mà giấy mình đưa lên đây. Em cũng đi từng gặp rất là nhiều nơi nhưng mà chưa nghĩ ra được nhiều giống như anh. Cái này là mình làm sản phẩm này là để thân thiện với môi trường, để thay thế những cái sản phẩm nhựa. Dạ. Đây là chậu hoa hình con trâu. Sản phẩm này là hiện trên thị trường này chưa có. Mình đang làm và chuẩn bị mình kiếm mối theo thị trường. Cái này là mình chậu hoa để trồng cây đó hả? Trồng kiển, trồng gì cũng được, do vấn đề cái người sử dụng. À, này là tưới nước nó sẽ lọt ở dưới này. Đúng rồi, hai bên đồ lỗ rồi mình cũng có hết. Quá kỳ công luôn, quá đẹp, sạch sẽ lắm luôn. Hiện giờ ở đây chỉ có hình thú, chỉ có là bán cái đồ gốm. Dạ. Còn này là mình là đặc trưng là mình làm từ chuyển qua thành đồ gỗ gáo dừa. Quá đẹp luôn. Và đặc biệt cô bác anh chị biết không, và đặc biệt tỉ mỉ nhất là từ gáo dừa mà anh Nghĩa có thể làm bông nữa. Đó là bông sen ở dưới này. Này, đây là bông sen. Dạ. Ôi, tại sao ở phần này dưới này là gỗ dưới này? Cái này là gỗ. Tại vì gấu dừa mình không thể nào mình làm được. Dạ. Mình cũng chưa thấy hài lòng. Nó dễ bị gãy. Sau này mình đang thử nghiệm là gọt cái thân bằng kim loại cho nó chắc, nó không gãy. Nhưng mà mình sơn, mình tạo màu gỗ. Dạ, cái này là kim loại hả anh? Kim loại bằng nhôm. Tại cái gỗ á, nó có cái sớ, nó dễ, rất là dễ bị gãy. Mình dạ. Làm mỏng manh cái này nó rất là dễ bị gãy. Đúng rồi, cái này là gỗ thì thành thử các em thấy được cái vân gỗ ở đây. Nó rất là mỏng manh. Dạ. Bởi vì mình mới muốn hoàn thiện sản phẩm là mình chỉ có làm cái... Anh hai ở dưới này, nhìn ở dưới này mới biết ở dưới này bằng nhôm nè. Đúng rồi. Anh sơn cái màu nó cũng vẫn giống gỗ luôn. Đúng rồi, bây giờ nó có màu gỗ. Quá quá hay. Còn cái này là gì anh? Cái này là cũng giá điện thoại, màu gỗ. Cái này lúc thị trường nó đang thịnh hành. Nhưng mà sau này họ thích cái này hơn. Và những cái này nè. Cái này nó là đặc biệt, cái là nó khuếch đại những âm thanh. Em thấy đây là cái nơi làm việc của anh, toàn bộ cái nơi làm việc của anh. Thì khi người ta làm việc á, thì cái nơi làm việc thì nó là một cái căn phòng hay là một cái nơi nào nó cảm thấy nó kín đáo. Nhưng mà cái nơi làm việc của anh Nghĩa thì nó đặc biệt khác. Đây là một cái phần ở ngoài trước sân. Và ở giữa ngoài trước sân này á là một cái con giống như là một con hẻm. Ngoài trước kia thì trồng rau, không có bảng hiệu gì cả. Ở ngoài trước này thì trồng rau ở đây. Đường đi nhỏ như thế này. Và đặc biệt ở đây không có bảng hiệu. Hai bên hông thì nó lại trống như thế này. Và sau bên đây là những cái dãy nhà của người ta. Ồ, phải nói là cái nơi làm việc của anh thì nó cũng mưa tạt gió lùa hay anh ha? Đúng rồi. Trời mưa là cái như dọn nghỉ đó. Mưa là nghỉ hả anh? Ừ, tại vì gió tạt vô mình xài đồ điện mà. Dạ. Cũng phải an toàn lao động chứ. Dạ. Mình đã hạn chế về di chuyển vận động so với người ta. Của hiện nay thì cái ước muốn của anh là gì anh nghe? Thì ước muốn đầu tiên của mình đó là mình muốn có một cái nơi
việc ổn định để mình đào tạo cho các em có hoàn cảnh khó khăn, hoặc là có những người mà đồng cánh ngộ với mình nếu họ muốn có cái nghề để họ mưu sinh. Dạ. Và cái điều thứ hai nữa mình cũng mong là thị trường họ chấp nhận cái sản phẩm của mình, hy vọng càng nhiều người biết đó. Hiện nay cái sản phẩm của mình đã đi được bao nhiêu cửa hàng rồi? Hiện bây giờ ở trong thành phố Long Xuyên á thì được cũng 3-4 điểm, và mà cũng có một số khách hàng ở tỉnh xa, giống như ở bên nhà dừa Vĩnh Long. Có nhà dừa ở Vĩnh Long ha. À, chị cũng có lấy một ít sản phẩm. Dạ. Đó, đây là cái đây là gần những đơn hàng gần đây. À, cái chữ này là anh khác luôn đây hả? Đúng rồi. Quá hay ta. Cái chữ này chắc làm lâu lắm ha anh. Thì cái chữ này nếu một ngày á cơ cái chừng hơn 10 bộ à. Tại vì chữ đó chữ in rồi nó cũng cơ là nó phải kỹ càng mới được. Cái chữ này thì nó không có nó liền nét luôn. Mình phải tạo liền nét để mình dễ mài với dễ lắp ráp. Chứ đúng ra là chữ này chữ rời. Nhưng mà dạ, mình phải tạo hình lại, tạo mẫu lại là cho nó liền để mình mới cơ để nó giữ nguyên. Wow. Cái này sản phẩm này anh đẩy anh bán người ta bao nhiêu tiền một sản phẩm? Cái này là mình bỏ cho này là số lượng lớn. Dạ. Là bỏ giá sỉ. Dạ. Nếu mình không có tính giá lẻ. Quá kỳ công luôn. Rồi ngoài những cái sản phẩm này mình có những làm những cái chậu bông, nhưng mà ở đây mình chưa có ráp lên lại được nè. Những chậu dạ, bông sen này nè để mình cắm vào đây. Đó. Để một hồi có thể mình khoan rồi mình cắm mình thao tác luôn. Dạ. Rồi là cũng có một số sản phẩm là tranh bằng gáo dừa ghép. À, anh có thể cho em tham quan một sản phẩm tranh từ gáo dừa của anh được không? Thì bây giờ tranh ở đây cũng không có. Dạ. Ừ. Tại vì sản phẩm đó là đa phần là mình làm rồi mình đi gửi liền luôn. Tại cái đó là thứ nhất là bán đã lâu. Thứ hai cái vốn nó cũng phải cao. Bắt buộc mình phải làm ra mình phải đi gửi liền để cho mình không có để hàng nằm được. Người ta đặt cho mình làm cái sản phẩm đó. Không, mình liên hệ với họ để mình ký gửi. Dạ. Chứ mình để thì nó nhốt vốn cái số tiền của mình. Đúng rồi. À, đằng này thì nhận thấy ở đây là những cái thùng này là thùng gì anh? Những thùng, cái này là thùng sản phẩm của mình. Đựng hàng của mình. Dạ. Ở đây là gáo dừa này anh thu đi hả? À. Anh gáo dừa này thu dễ không anh? À, mua thì mình lấy bao mình mua đem về. Dạ. Khi mình làm mỗi cái sản phẩm mình sẽ lựa. Thường thì mình lấy ở đâu? Mình mua ở ngoài trời, những nơi mà họ là nạo dừa khô á. Dạ. Họ bán nước dừa với dừa nước hạt cơ dừa cốt luôn. Cái này là nơi làm việc của anh đây. Đúng rồi. Cái này là để anh gia công sản phẩm rồi đó hả? Cái đó là để lọng. Cái máy xưa á. Máy lọng của anh ha. Ờ. Còn cái bàn bên đây là gì anh? Cũng nó luôn, nhưng mà hai máy. Lúc đầu chi phí của mình mở ra cái sản phẩm nó nhiều tiền không anh nhỉ? Chi phí là cũng không cao, tại vì chỉ cần một cái máy cưa. Dạ. Cái máy lọng. Một cái máy lọng, một cái máy khoan. Một cái máy mài. Dạ. Và một cái máy chạy nét. Thì đa phần những cái máy đó là toàn bộ là motor hết. Dạ. Vì giá thành nó cũng cao, tầm khoảng chừng chục triệu đổ lại à. Rồi mình chủ yếu là mình lấy cái công lao động mình thôi. Lấy công làm lời. Dạ. Đây. Đây nè, cái gáo dừa của anh ở đây. Nè cô bác anh chị thấy nè. Đây là cây coi như là cái cửa hàng, cái nơi làm việc đó. Ở đây thì rất là nhiều cây cối ở đây. Bình thường thì anh không ra đón thì chắc cũng khó biết cái chỗ anh làm. Đúng rồi. Thì đa phần là mình chỉ họ bên này có chỗ bán bánh canh cua buổi sáng thì họ bán. Mà giờ này bắt đầu nghỉ rồi, có gì hơi khó. Dạ. Cái máy này là cái máy lọng chữ. Lọng gáo dừa hết. Lọng cả các tính luôn. Lọng gáo dừa và chữ luôn hả anh hả? Ừ, lọng chữ, lọng hoa văn, rồi lọng món đồ ra nó như cái lỗ tai hoặc cái mũi hay là cái gì. Còn chanh thì mình có thể làm bông, làm hoa, làm chữ. Anh có thể lọng cho em xem một cái sản phẩm nào được không? Ok, được. Để trước hết mình vẽ cái đó. Vẽ tay trước hả? Mình có cái khuôn á. Dạ. Cái mình vẽ là cái khuôn. Rồi mới đầu xong xuôi mình mới cắt theo dạ, cái hình đó. Wow. Cắt xong rồi mình mới mài nữa là mình mới chạy nét. Ô, nó phải qua nhiều công đoạn quá. Ôi. Chưa tính là cái công đoạn mà mình lựa gáo dừa nữa đó. Tại vì là mà ở đây là đa phần gáo dừa
sản phẩm của mình là gáo dừa ghép. Khi mà làm chậu mình cũng phải ghép từ hai cái gáo vô thành một trái mình mới làm được. Dạ. Mới ra. Còn ống heo đồ cũng vậy, đèn cũng vậy. Dạ.